Hoa Kỳ chính thức chuyển tòa đại sứ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem hôm 14 tháng 5, cách đó chưa tới 100 cây số. Có ít nhất 37 người Palestine thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng Israel dọc biên giới dải Gaza. Đại sứ Mỹ tại Israel, ông David Friedman, chủ trì lễ khánh thành sứ quán mới trong lúc giới chức Mỹ và Israel tề tựu về Jerusalem. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất chấp sự phản đối của nhiều chính phủ trên khắp thế giới đã ra quyết định chuyển tòa đại sứ của Hoa Kỳ ra khỏi Tel Aviv, nơi tập trung hầu hết sứ quán của các quốc gia khác ở Israel. Trong bài phát biểu qua video, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Israel là nước có chủ quyền như các nước có chủ quyền khác, có quyền quyết định thủ đô của mình, và rằng trong nhiều năm, mọi người đã không chịu công nhận thực tế rằng thủ đô của Israel là Jerusalem. Israel xem toàn bộ Jerusalem là thủ đô của mình, trong khi người Palestine xem Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai. Việc xem Jerusalem là thủ đô của Israel lâu nay được coi là một trong những vấn đề lớn nhất cần được giải quyết trong bất kỳ một thỏa thuận hòa bình nào giữa Israel với người Palestine.